Thưa quý vị, thời gian qua trên mạng xã hội xuất hiện nhiều những clip về các chế biến đồ ăn thức uống một cách lạ lùng, điển hình như món trà sữa kết hợp với các nguyên liệu như là hành lá, giò heo, cá chiên, thịt bằm. Những thức uống độc lạ này khiến cho người xem không khỏi dùng mình và cảm thấy sợ. Và theo đó thì trên các diễn đàn ẩm thực, chủ của nhiều quán nước đăng tải bài viết thông báo trà sữa hành lá sẽ là món mới xuất hiện trong thực đơn của quán. Và thưa quý vị, nhiều cư dân mạng sửng sốt và tò mò về việc không biết khi uống món độc lạ này thì sẽ có cảm giác như thế nào. Cũng có một số ý kiến cho rằng dù thích cả hành lá và trà sữa nhưng sự kết hợp này có vẻ như là không ổn lắm. Số khác lại dự đoán món trà sữa này sẽ đánh thức vị giác của cả những người viêm xoang. Theo ghi nhận, trà sữa hành lá có nguồn gốc ở Thành Đô của tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc. Ngay cả những tín đồ mê đồ ăn vặt ở Trung Quốc cũng vừa tò mò, vừa e ngại về hương vị độc lạ của kiểu kết hợp này. Sau khi ra mắt, trà sữa hành lá ngay lập tức trở thành chủ đề được bàn tán nhiều trên các diễn đàn ẩm thực của đất nước tỷ dân. Bất ngờ ở chỗ loại thức uống này do một tiệm cá nướng ở Trung Quốc nghĩ ra và thực khách ghé quán ăn cá nướng trong một khoảng thời gian nhất định sẽ được mua trà sữa hành lá cỡ nhỏ với giá là 6,6 nhân dân tệ, tương đương là khoảng 22.000 đồng một ly trà sữa hành lá chỉ là món phụ để bán kèm với món cá nướng hành lá một trong những món nổi bật vào mùa hè ở thành đô nhiều người dân trung quốc cho rằng khi thấy cá nướng hành bán nhiều là báo hiệu mùa xuân sắp qua mùa hè đang đến bởi đây là thời điểm mà thịt cá trở nên béo ngon ngọt nhất năm ở đây cũng như các loại trà sữa thông thường nguyên liệu chính của trà sữa hành lá là trà xanh nhật bản sữa và kem tươi Điều gây chú ý với thực khách là trên lớp kem béo ngậy của ly trà sữa có rắc rất nhiều hành lá sống thái nhỏ như thế này. Ở nhiều quán nước tại Trung Quốc, nếu khách mua mang đi với số lượng nhiều còn được tặng kèm những cây hành lá sống. Sau khi nếm thử thì nhiều người nhận xét mùi hành không quá nồng như tưởng tượng. Tuy nhiên, với những người không thích ăn hành hoặc không ăn được hành thì thức uống này chính là nỗi ám ảnh. Ngoài phiên bản trà sữa nhiều hành, thực khách cũng có thể chọn uống trà sữa hành lá với các loại topping khác như là bánh que, dâu tây bọc kem. Đáng chú ý, món đồ uống có 102 này đã xuất hiện tại một cửa hàng đồ uống ở Việt Nam và được bán với giá là 49.000 đồng một cốc thưa quý vị. Theo tìm hiểu, quán trà sữa được nhắc tới nằm ở quận 10, thành phố Hồ Chí Minh. Quán trà sữa này đã đăng tải đoạn video giới thiệu trà sữa hành lá món mới ra mắt vào ngày 1 tháng 4. Quán thông báo chính thức bán trà sữa hành lá, đồ uống này còn được đưa lên ứng dụng giao đồ ăn. Tuy nhiên, quán lưu ý hành lá được để riêng, khách hàng muốn trải nghiệm thì cho vào sau. Đi kèm đồ uống, cửa hàng cũng ghi chú cho khách dòng chữ: Chúc bạn ngày Cá tháng Tư vui vẻ, hành lá ăn chung với mì. Chỉ 3 ngày sau khi đăng tải, đoạn video đã nhanh chóng thu hút gần 17 triệu lượt xem và hàng trăm nghìn lượt tương tác và bình luận. Từ đó trà sữa hành lá tạo nên cơn sốt trên các nền tảng mạng xã hội. Hàng loạt food reviewer, TikToker đã đăng tải clip review trà sữa hành lá kích thích sự tò mò của cộng đồng mạng. Dưới phần bình luận của các clip review, cộng đồng mạng bình luận sôi nổi, có không ít người nói về nỗi sợ món đồ uống này kiểu như nhìn thôi đã ớn lạnh, đau bụng. Tuy vậy, cũng không ít người sẵn sàng bỏ ra 49.000 đồng để trải nghiệm thứ đồ uống kỳ lạ này. Sau khi uống, có người chia sẻ hương vị của trà sữa hành lá rất là kinh khủng và kỳ cục. Thậm chí có người còn nôn mửa sau khi uống thử. Tài khoản TikTok PDCL nêu ý kiến, nó kinh khủng lắm mọi người ơi. Bản thân mình là một người rất ít khi bỏ đồ ăn, nhưng thực sự món ăn này quá kỳ cục. Đồ ngọt tự nhiên bỏ hành lá vào, mình thấy không có sự liên kết với nhau hay tài khoản TikTok RVTC cũng cùng chung quan điểm không uống được mọi người ạ, à. mình không uống được món này trà sữa rất ngọt thơm béo kết hợp với mùi hành rất hôi không thể uống được. Mình nghĩ người ta chế ra món này chỉ để tạo niềm vui cho mọi người thôi. Bạn nào ăn được chứ mình thì chịu rồi. Ngoài việc uống trà sữa kết hợp với hành lá, nhiều bạn trẻ đã thay đổi cách chế biến món này bằng việc chỉ cho topping vào trà sữa, còn hành lá sẽ ăn cùng mì gói được tặng kèm. Với cách ăn này thì nhiều người khẳng định là rất hợp lý. Theo tìm hiểu, ở thời điểm hiện tại, cửa hàng tại quận 10 ở thành phố Hồ Chí Minh đã gỡ bỏ món trà sữa hành lá khỏi nền tảng giao đồ ăn. Tuy nhiên, nhiều bạn trẻ vẫn tự mua hành lá và trà sữa về để pha chế rồi review. Có nhiều ý kiến cho rằng đây chỉ là cách thức câu view của giới trẻ. Đây cũng không phải lần đầu tiên mạng xã hội rộ lên những trào lưu ăn uống kỳ quặc. Trước đó từng có trào lưu quay clip ăn bún bò cùng kem lạnh hay là cà phê trứng bắc thảo, trà sữa hột vịt lộn, mì tôm trà sữa chân trâu hay mới đây nhất thì là món mì tôm cúc vạn thọ cũng gây ra nhiều tranh cãi. Theo trào lưu tăng tương tác, tăng view, các món ăn kỳ quặc được tạo nên từ những sự kết hợp chưa từng thấy cũng thay nhau xuất hiện. Phần lớn những món này ra đời không phải để ăn ngon, thỏa mãn vị giác của người dùng, những giá trị thường thấy của ẩm thực mà chỉ để gây sốc, thu hút sự chú ý Chia sẻ về vấn đề này, ông Hoàng Tùng, chuyên gia trong lĩnh vực F&B, nêu quan điểm. Trong kinh doanh F&B, một số đồ ăn thức uống không phải chỉ bán mà còn có tính năng như công cụ marketing để nhắc nhở, gợi nhớ khách hàng hay tạo hiệu ứng lan truyền. Theo ông Tùng, trước đây chúng ta thấy có bánh pizza bún đậu mắm tôm, cà phê ớt hay gần đây trà sữa hành lá. Tôi tin rằng người bán hàng làm ra không phải bán mà tạo viral cho thương hiệu. Thực tế, cũng từng có những món đồ uống là trend được yêu thích nhưng sản phẩm đó phải dựa trên nền tảng uống ngon, kết hợp lạ như cà phê muối, trà mãng cầu. Còn với trà sữa hành lá, sản phẩm chỉ tạo ra hiệu ứng lan truyền, số lượng người uống hiện tại đa phần bày tỏ quan điểm là họ muốn trải nghiệm. Ông Tùng nhận định, kiểu tạo món lạ là cách truyền thông bởi nguyên lý của ngành F&B là không phải món nào tạo ra cũng để bán mà để nhắc nhở khách hàng về thương hiệu của mình thưa quý vị có người cho rằng việc sáng tạo kết hợp các loại đồ ăn thức uống sẽ khiến văn hóa ẩm thực ngày càng đa dạng phong phú tuy nhiên mọi sự sáng tạo vẫn nên phù hợp tránh gây ảnh hưởng đến sức khỏe của người dùng theo bác sĩ Trần Thị Hiếu, phụ trách khoa dinh dưỡng, tiết chế bệnh viện Đa khoa khu vực Thủ Đức thành phố Hồ Chí Minh, trong Đông y, hành lá và hoa cúc vạn thọ đều là những vị thuốc tốt. Hành lá là loại rau gia vị có công dụng chữa cảm lạnh, giải cảm, tăng sức đề kháng, còn hoa cúc vạn thọ giúp điều hòa huyết áp, kích thích tiêu hóa. Khi kết hợp giữa trà sữa và hành lá sẽ không đồng điệu về mùi vị. Hành lá có vị hăng, tính nóng, trà sữa thì chứa nhiều đường và chất béo, cả hai đều có vị nóng. Uống nhiều thì sẽ khiến cơ thể khó chịu, nóng hơn bình thường và có lẽ ít người có thể uống hết được một ly nếu cả hai vị này pha trộn với nhau. Về việc cúc vạn thọ ăn cùng mì gói, mặc dù chưa ghi nhận những trường hợp ảnh hưởng đến sức khỏe, tuy nhiên, bông cúc thường để trang trí, trồng với mục đích làm cảnh có thể chứa nhiều thuốc bảo vệ thực vật ẩn chứa nguy cơ nếu ăn phải. Bác sĩ Hiếu cho rằng Ngoài những món ăn trên, nếu xuất hiện thêm các trào lưu mới có thể dẫn tới việc có những món nếu kết hợp có thể dẫn đến dị ứng, táo bón, tiêu chảy, vấn đề về tiêu hóa. Cùng chung quan điểm, thạc sĩ, bác sĩ Đặng Ngọc Hùng, viện trưởng Viện Nghiên cứu và Tư vấn Dinh dưỡng cơ sở thành phố Hồ Chí Minh cũng cho rằng cần phải kiểm soát các hoạt động hành vi mà một số người, chủ hàng quán tạo ra những món ăn kỳ dị như là trà sữa kết hợp một số nguyên liệu như là hành lá, giò heo, cá chiên, thịt bằm để tránh lệch lạc về suy nghĩ, về thói quen ăn uống có thể đem đến các hệ lụy về sau. Xét về mặt dinh dưỡng thì những món ăn đồ uống kỳ lạ nêu trên chưa tạo ra chất độc gây hại. Tuy nhiên, với các clip như thế được lan truyền trên mạng xã hội thì rất có thể trong tương lai sẽ có thêm những kiểu kết hợp bất ngờ khác có thể tạo ra những công thức hợp chất ảnh hưởng đến sức khỏe, gây nên bệnh về tiêu hóa khi mọi người sử dụng thưa quý vị việc sáng tạo các loại đồ ăn thức uống mới ở trường mực nào đó sẽ giúp ẩm thực đa dạng phong phú tuy nhiên việc cố kết hợp các loại đồ ăn thức uống không có sự liên kết với nhau có thể gây ra những hệ lụy xấu có thể ảnh hưởng đến sức khỏe vậy nên thay vì làm ra những món ăn thức uống kỳ dị để câu like câu view dẫn đến hệ lụy thì hãy sáng tạo ra thực phẩm gần gũi mang tính cân bằng hài hòa vừa có giá trị dinh dưỡng vừa ngon vừa an toàn và đó là câu chuyện ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.